Chào mừng mọi người đến với channel YouTube của AC Capital và mình là Steel. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một dự án đó là Venom Network. Thì Venom Network là một cái dự án blockchain layer 0 được phát triển bởi Venom Foundation. Và hiện tại thì đội dự án đang cho chạy thử testnet bắt đầu từ tháng 4 vừa rồi, để mọi người, những người ở trên thị trường có thể vào và trải nghiệm những cái tính năng cũng như là làm các giao dịch trôi tip. Tuy nhiên ở trong video này thì mình chưa vội làm hướng dẫn cho anh em những cái bước ở trong trôi tip đấy, mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem liệu Venom Network có đủ tiềm năng, có đủ ngon để chúng ta bỏ thời gian ra và làm cái trôi tip đấy không. Và không mất nhiều thời gian của anh em nữa, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu Venom Network là gì. Thì Venom Network là cái blockchain layer 0 được phát triển bởi Venom Foundation và cũng là cái mạng lưới đầu tiên được giám sát dưới thẩm quyền của ADGM, là cái trung tâm tài chính quốc tế của Abu Dhabi Global Market. Dự án này sử dụng công nghệ là Dynamic Sharding, là mới công nghệ khối chuỗi không đồng bộ để có thể cung cấp được cái khả năng mở rộng vô hạn cũng như là cái đảm bảo an ninh nâng cao với cái sự phân cấp. Dự án Venom Network thì có các cái sản phẩm chính là Venom Wallet, Venom Bridge và Venom Blockchain. Vậy Venom Network có những công nghệ gì? Thì hiện tại mình có thể kể đến hai công nghệ nổi bật, đó là Dynamic Sharding và cái cơ chế đồng thuận sử dụng kết hợp của Venom Network. Đầu tiên là về công nghệ Dynamic Sharding của Venom Network. Thì Dynamic Sharding là một cái tính năng cho phép xử lý song song các cái giao dịch thông qua việc sử dụng nhiều phân đoạn hoặc là chuỗi phân đoạn. Mặc dù ban đầu thì chỉ có một cái phân đoạn hoạt động thôi, nhưng mà số lượng phân đoạn có thể dao động theo nhu cầu của mạng, có thể lên đến 2 × 60 phân đoạn, tức là một cái con số vô cùng lớn. Tính năng này chịu trách nhiệm chính cho thông lượng cao 100.000 TPS mỗi giây. Điều này có nghĩa là Venom Network có thể xử lý hàng trăm, hàng ngàn cái giao dịch mỗi giây, vượt xa so với các cái blockchain thời điểm hiện tại như là Ethereum hay là Binance Smart Chain. Thứ hai là cái cơ chế đồng thuận kết hợp của Venom Network. Cơ chế đồng thuận kết hợp do Venom Network sử dụng thì sử dụng cả thuật toán Proof of Stake và khả năng chịu lỗi Byzantine, BFT. Trong Proof of Stake thì những người xác thực giao dịch thì cần phải đặt cọc, tức là stake một cái lượng tài sản, lượng Ethereum hoặc là gì ấy của họ vào để tham gia với cái số cổ phần có thể ảnh hưởng đến khối chuỗi để tạo ra khả năng tạo ra khối chuỗi tiếp theo. Thì Venom sử dụng kết hợp với cái thuật toán BFT để đảm bảo cái điều này. Những cái sản phẩm hiện tại của Venom là Venom Wallet, Venom Bridge và Venom Blockchain. Thì Venom Wallet là cái ví non-custodial được phát triển bởi Venom Foundation. Ví này thì hỗ trợ lưu trữ và quản lý các cái loại tiền điện tử cũng như token chuẩn TIP3 và TIP4 cũng như là các cái NFT ở trên mạng lưới của Venom Network. Ngoài ra thì Venom Wallet còn có khả năng kết nối với các cái dApp ở trên nền tảng của Venom để giúp người dùng có thể sử dụng các cái ứng dụng phi tập trung một cách tiện lợi hơn, thuận lợi hơn. Venom Bridge là cái cầu nối do team Venom Foundation phát triển, cho phép chuyển các cái tài sản ở trên thị trường crypto, các cái token từ các cái blockchain khác như là Fanstorm hay là BSC hay là Ethereum sang Venom và ngược lại. Venom Bridge thì giúp tăng cái tính liên kết và khả năng truy cập của Venom Network với các cái nền tảng blockchain khác. Vậy thì tiềm năng cũng như thách thức của cái dự án này là gì? Tiềm năng của Venom Network thì mình đánh giá là khá là lớn, bởi vì nó có những cái ưu điểm như sau. Thứ nhất, được giám sát bởi ADGM, một cái thẩm quyền tài chính uy tín và tiên tiến, giúp tăng cái tính tin cậy cũng như an toàn dành cho người sử dụng. Thứ hai là sử dụng cái công nghệ Dynamic Sharding, là một cái công nghệ khối chuỗi không đồng bộ, đại diện cho một cái bước đột phá lớn ở trong cái công nghệ khối chuỗi trên toàn thế giới thời điểm hiện tại. Tiếp theo là cái thông lượng cao 100.000 TPS, vượt xa so với các blockchain như là Ethereum hay là Binance Smart Chain. Thứ tư là có cái cơ chế đồng thuận kết hợp giữa Proof of Stake và Byzantine thì đảm bảo được cái tính xác thực của giao dịch và xác minh của mạng lưới. Và cuối cùng là có những cái sản phẩm chất lượng như Venom Wallet, Venom Bridge và Venom Blockchain có thể hỗ trợ người dùng trong việc lưu trữ, quản lý và chuyển giao các cái tài sản crypto một cách nhanh chóng trên các cái nền tảng. Tuy nhiên, dự án Venom Network cũng sẽ phải gặp một số những cái thách thức, một số cái thách thức mà các cái layer 0 khác cũng phải gặp phải. Đầu tiên là phải cạnh tranh với các cái blockchain layer 0 khác như là Polkadot, Cosmos cũng như là các cái blockchain layer 1 ở trên mạng lưới của Ethereum. Thứ hai là phải chứng minh được cái tính ổn định và cái sự an toàn của cái công nghệ Dynamic Sharding ở trong thực tế hơn là so với ở trên lý thuyết. Cuối cùng là phải thu hút được cái sự quan tâm cũng như là tham gia cái mạng lưới của cộng đồng người sử dụng thị trường crypto hiện nay. Vậy có nên đầu tư vào dự án Venom Network không? Thì đấy là một câu hỏi khó để có thể xác định.
Dự án Venom Network thì có những cái ưu điểm về công nghệ, về đội ngũ, về đối tác. Tuy nhiên, các cái sản phẩm thì chưa có nhiều nổi bật về cái vấn đề là giải quyết các cái hiện trạng của blockchain layer 0 hiện tại. Dự án thì cũng được giám sát bởi ADGM, một cái thẩm quyền uy tín cũng như là tiên tiến. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng thử check qua tokenomics cũng như là release schedule của dự án nhé. Thì Foundation 15%, Team 7%, Early Backer 7,5%. Thì theo mình đây là những con số phù hợp cũng như hợp lý để mình có thể tiếp tục theo dõi dự án và không bị ảnh hưởng bởi quá nhiều bởi cái lực xả từ những cái vòng trước khi mà bắt đầu listing ở trên thị trường. Thì đây là token release của dự án. Thì đồng Venom không gói giới hạn tổng cung. Cung ban đầu của token Venom là khoảng 7,2 tỷ token, trong đấy có 1,16 tỷ token là được unlock sớm, còn lại thì sẽ bị lock và trả dần. Mức lạm phát dự kiến của dự án khi mà tính ra thì nó sẽ rơi vào con số là khoảng 1% một năm. Đội ngũ đứng sau Venom Network là quỹ đầu tư Venom Venture và Iceberg Capital. Trước đấy thì Venom Foundation và Iceberg Capital từng công bố cái quỹ là 1 tỷ đô để có thể đầu tư cái dự án này vào mảng Web3. Và cuối cùng là về mặt đối tác, là một số những cái đối tác đáng chú ý của Venom bao gồm đó là DAO Maker, DGC, Developer DAO và Hacken. Thì đấy là những cái thông tin về token release cũng như là những cái đối tác xung quanh của Venom. Và đấy là những cái thông tin, những cái nhận định, những cái phân tích cá nhân mình dành cho Venom Network và những cái nội dung về làm retry tip cũng như các bước để thực hiện cái airdrop của Venom Network thì mình sẽ làm ở video sau, nên anh em nhớ theo dõi để có thể làm kịp thời cái Venom Network nhận airdrop sau này nhá. Nếu như anh em thấy video này hay, nhớ để lại một like, một subscribe để có thể ủng hộ cho đội ngũ admin HC Capital nhá. Chúc em thành công.